Chào mừng bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Với những anh em tín đồ là những người mê cái tựa game Liên Quân Mobile thì chắc chắn các bạn đã biết hôm qua thì chúng ta đã có một cái phiên bản cập nhật mang lại cho bạn một tính năng chơi mới với bản đồ 10v10, tức là các bạn có thể đấu 20 người liền lúc trong một cái bản đồ. Wow. Và trong video này thì tất nhiên chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm cái tính năng chơi 10v10 để xem rằng là nó khác biệt nhiều so với cái tính năng là chơi 5v5 trước đây hay không. Đây là chế độ mới thì tất nhiên chúng ta vẫn sẽ có chế độ 5v5 như thường và nó sẽ chỉ cập nhật thêm tính năng này. Cùng với đó thì chúng ta cũng sẽ có thêm một số thứ mới như là cập nhật tính năng về xếp hạng trên đường cấm chọn vào giờ cao điểm này, nó sẽ tối ưu hóa lại cái hệ thống tố cáo, xử phạt và trừ điểm uy tín, và chúng ta sẽ có cân bằng lại sức mạnh tướng, nó sẽ tăng giảm sức mạnh một số con tướng và cụ thể những con tướng nào thì bạn có thể là tham khảo tại trang chủ của Liên Quân. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào trong tựa game. Thì đây là giao diện chính của game, nếu như nhìn bình thường thì các bạn thấy nó cũng không có gì khác biệt cả. Chúng ta sẽ có thêm một cái nút 10v10 ở dưới đây, các bạn bấm vào sau đó bấm bắt đầu chơi. Ở đây thì nó sẽ cho các bạn là mời thêm một số người vào, nhưng mà mình sẽ không có người bạn nào hết. Tony Phùng thì đang ở trong trận 7 phút rồi. Mình sẽ bích tướng này. Thì các bạn sẽ thấy ở đây thay vì là chỉ có 5 tướng thì bây giờ chúng ta đã tăng số lượng lên 10 tướng. Tức là mỗi bên sẽ có tối đa là 10 người chơi, hai bên sẽ là 20 người chơi. Thì chắc chắn là với một cái game 10v10 thì chúng ta cũng sẽ có một cái bản đồ mới để mang lại một cái không gian nó rộng hơn. Chứ nếu mà sử dụng cái bản đồ 5v5 trước đây để chơi 10v10 thì có lẽ là không nổi, bởi vì là cái bản đồ đấy mình thấy nó đã quá là nhỏ rồi. Nếu như mà nhét 10 người vào thì chắc là đi vài bước lại có một giao tranh, đi vài bước lại có một giao tranh, thì cái game nó sẽ nhịp game nó sẽ rất là nhanh. Nên là chắc chắn là sẽ phải có một bản đồ mới. Wow, như vậy các bạn phải thấy rằng là ngay từ cái điểm đầu thôi chúng ta đã có một cái điểm lớn hơn để có thể chứa được đến tận là 10 người. Và bản đồ thì như bạn thấy, thay vì là những cây trụ nó khá là gần nhau thì bây giờ những cây trụ đã được giãn ra. Và như vậy thì đúng như dự đoán của mình, bản đồ chúng ta đã được kéo dài ra để có thể là chứa được hết 20 người, để nhịp game nó không quá là nhanh cho một cái tựa game có tới 20 người chơi. Và ở đây các bạn thấy, nhìn so sánh ngay vào từ cái đoạn bụi cỏ này chạy vào bên trong cái khu vực của cái con kỳ nhông hay kỳ đà hay của con lạc đà gì đó, các bạn nó định kéo mình, chắc chắn là nó định kéo mình sẽ dắt mũi nó về đây. Này thằng này hình như là nó phá game anh em ạ. Hình như nó phá game, nó cố tình để cho mình giết nó kìa. Mình đã ăn được một mạng đầu tiên. Choáng rồi, thôi xong đời, thôi thì hết em đi từ đây. Rồi các bạn đã thấy, như vậy là mình đã bị KS bởi một thằng. Ôi chết rồi, mình mang nhầm tốc hành rồi. Khổ đời tôi rồi. Và như vậy các bạn đã thấy sơ lược về bản đồ thì bản đồ này nó đã lớn hơn. Thôi mình hy sinh rồi. Mình sẽ kéo ra cho các bạn. Đây, hệ thống quái thì gần như là quái rừng, tất cả các vị trí này nó vẫn y chang như vậy, cũng sẽ chỉ có một con mà thôi. Như vậy là sẽ hơi thiệt thòi cho đường rừng, bởi vì là nếu như chơi 10v10 thì sẽ có ít nhất là 2 người đi rừng, nhưng mà số lượng quái rừng thì nó sẽ không hề thay đổi, mà mình cũng chưa rõ là cái thời gian để quái rừng nó ra nó có nhanh hơn hay không. Còn chứ nếu mà vẫn ra cái thời gian như bình thường và số lượng quái rừng vẫn như bình thường thì đây là một điểm khá là thiệt thòi cho anh em đi rừng. Và chúng ta sẽ cùng nhau đi lên đây để giao tranh tiếp. Mày choáng đi em. Và chúng ta mình lại lấy được không, mình lại là một mạng hỗ trợ rồi, không được thêm một mạng nào từ pha giao tranh vừa nãy cả. Để mình xem tốc độ trụ. Sẽ có thêm một cái sự thay đổi nữa, đấy là trụ sẽ rất khó để hạ gục. Các bạn thấy không, mình bắn từ nãy đến giờ máu trụ không hề rút, máu trụ rút rất ít luôn. Chứ nếu như mà ở như cái game 5v5 bình thường mình đánh với cái tốc độ như thế thì cây trụ đã mất ít nhất là nửa cây. Đấy, mình nói ít nhất là nửa cây, chứ không phải là mất chỉ khoảng tầm 1/6 như thế đâu. Tức là nhịp game của chúng ta đã được kéo dài, bản đồ cũng lớn hơn và số lượng quái rừng không thay đổi. Tiếp theo thì mình sẽ cùng các bạn đi khám phá ở phần con rồng để xem là cái con rồng này nó có dễ đánh hơn hay không, hay là nó vẫn sẽ như thế, hay là nó sẽ khiến cho chúng ta bắn nó khó xuống máu hơn. Chúng ta sẽ cùng nhau lên và trải nghiệm tiếp. Rồi, một người bạn, một đồng đội của mình. Tưởng hy sinh mà lại không hy sinh. Và cuối cùng để theo lát ra và KS mất mạng. Rồi, ok, anh tới đây, Ngọc Trần tới đây. Này, một em. Bây giờ thì tới tiếp em nữa. Ăn rồi chứ còn gì nữa, siêu Việt. Mình sẽ lên một món để có thể lấy lại khả năng hồi máu trong cái quá trình mà mình bắn. Rồi một em nữa. Oh, người kia lại ăn mất của mình rồi. Bên này thì chúng ta sẽ có khu vực của con rồng. Với con rồng này thì mình cảm thấy là nó vẫn khá là dễ chơi. Giống ở trên phiên bản 5v5, máu của nó vẫn tụt giống như cũ mà thôi. Chỉ có mỗi cái trụ, chỉ có duy nhất là cái vị trí trụ thì sẽ rất khó để cho chúng ta có thể ăn trụ một cách nhanh chóng. Nó không giống như cái phiên bản 5v5 nữa. Rồi, đã có người ra hỗ trợ mình ăn rồng. Khi mà mình đã ăn gần xong con rồng này, người đó chỉ ra, việc ra, đánh 1-2 nhá là chém thôi. Mình không hiểu tại sao ấy, mấy bạn bên kia đánh như ngáo các bạn. Mặc dù là mình đang đánh với người chứ không đánh với máy. Mấy bạn bên đấy đánh rất ngáo nha. Và tiếp theo thì mình sẽ tấn công vị trí trụ của đối phương tiếp. Xem xong một khoảng thời gian thì cây trụ này rút máu. Rồi ok, sau một khoảng thời gian thì cây trụ này rút máu đã tốt hơn. Có lẽ các bạn đang nghĩ là vừa nãy đầu game nên là mình đánh trụ nó mới không bị xi nhê như vậy. Nhưng mà nếu như mình chỉ so sánh với khoảng thời gian đầu, nếu như mình đánh trụ bên kia thôi thì lượng máu của nó cũng sẽ rút hơn nhanh rất nhiều. Chứ nó không ở cái mức như vậy. Như vậy thì bên đối phương lại có một người nữa nằm xuống. Tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nhau công cái trụ thứ hai. Các bạn thấy không? Hai người đánh mà máu trụ rút vẫn chậm, chậm hơn phiên bản 5v5. Hệ thống quái rừng thì vẫn y chang như vậy. Mình sẽ công tiếp cái trụ cuối cùng, trụ đường 1 của đối phương. Thôi xong tời tôi rồi. Mình đã bị ăn phải cái gắp của con Grag. Một trong những vị tướng mà mình cũng rất là thích chơi. Grag phải nói là một trong những cái SP tủ của mình, support tủ. Bên này thì cũng đã ăn được trụ 3 của đối phương rồi. Như vậy là trận đấu của Ngọc Trần có lẽ sẽ kết thúc sớm tại đây. Và các bạn đã thấy đội của Ngọc Trần đang áp đảo đối phương với tỷ số là 67-10. Trong khi đó thì Ngọc Trần chỉ ăn được 6 mạng mà thôi, ăn được số lẻ của đồng đội. Điều này cũng có thể đến từ việc là Ngọc Trần đã bị KS khá nhiều mạng ở ngay cái thời điểm ban đầu, khi mà anh ta đã trượt ngay một quả double kill. Và đây thì là Ngộ Không đang tấn công nhưng đã bị hạ gục bởi VioLess cũng như là Ngọc Trần. Mình thì hiện tại đang kéo một đoạn. Vâng, như vậy là đối phương đã thua. Và trên đó là video mình chia sẻ đến các bạn về cái trải nghiệm khi mà mình chơi thử tựa game Liên Quân Mobile trong chế độ 10v10. Các bạn thấy chế độ này có hay hơn chế độ 5v5 hay không? Các bạn có thích thú hay không? Xin mời comment để lại cái trải nghiệm các bạn ở phía bên dưới phần bình luận của video. Còn nếu như anh em nào vẫn chưa cập nhật lên, vẫn chưa chơi thử 10v10 thì hãy cập nhật và chơi thử ngay đi nhá. Các bạn cảm thấy vui đừng quên để lại một like, share và subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video lần sau.